Hành trình từ cô gái quê cười hở lợi đến kiều nữ sang chảnh của Nam Em sau 4 năm. Nam Em đã có cú lột xác ấn tượng sau 4 năm xuất hiện trong làng giải trí. Nam Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, cô sinh năm 1996 trong một gia đình không mấy khá giả ở Tiền Giang. Từng bươn chải cuộc sống bằng việc nuôi heo phụ giúp cô ruột, đến độ tuổi trưởng thành, Nam Em quyết định thi thố nhan sắc với hy vọng đổi đời. Sở hữu chiều cao trên 1m70 cùng thần thái tự tin, Nam Em ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm này, do chưa có điều kiện kinh tế, cô ăn vận trang điểm khá xuề xòa. Dù được nhận định là một ứng viên tiềm năng, song trong lần đầu thi Hoa hậu, Nam Em không đạt được thành tích như mong muốn. Ngay sau đó không lâu, cô lại tiếp tục ghi danh vào Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Dù có hạn chế cười hở lợi, hàm răng kém sang, song nét đẹp mộc mạc cùng kinh nghiệm nhất định đã giúp Nam Em tỏa sáng và đăng quang ngôi vị cao nhất. Quyết tâm tìm kiếm danh hiệu nhan sắc cấp quốc gia, Nam Em còn dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Khoảng thời gian này, gu ăn vận của cô chưa được cải thiện nhiều. Sự cố gắng nỗ lực chỉ mang đến cho Nam Em thành tích top 10 chung cuộc. Sau thời gian âm thầm rèn luyện và thực hiện những thủ tục cần thiết, năm 2016, Nam Em bất ngờ trở lại với việc được đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Trái đất, kèm thông tin được đem chuông đánh xứng người, cô tung bộ ảnh lột xác hoàn toàn. Không còn là một cô gái quê mùa sống đơn giản, nói chuyện ngô nghê, Nam Em trở nên nổi bật hơn với phong cách kiều nữ gợi cảm. Ngoài trang phục, cô cũng chú trọng hơn về cách làm tóc, trang điểm để hình ảnh nổi bật mọi lúc mọi nơi. Khi tham gia các hoạt động chính thức của Hoa hậu Trái đất, Nam Em gây bất ngờ với nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng sáng đều thẳng tắp hơn xưa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ekip chuyên nghiệp hậu thuẫn giúp cô đạt thành tích top 8 chung cuộc. Khi trở về nước, Nam Em chăm chút hình ảnh của bản thân hơn khi tham gia các sự kiện giải trí. Hiện tại cô đang ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Vừa khoe nhẫn kim cương cỡ đại đã bị bóc lên mạng lấy ảnh làm màu, Hà Hồ đáp trả thẳng mặt. Hà Hồ vừa lên tiếng dằn mặt luồng dư luận tố người đẹp sống ảo khi đăng ảnh nhẫn khủng tải trên mạng. Cách đây ít ngày, Hồ Ngọc Hà vừa gây xôn xao mạng xã hội khi bất ngờ chia sẻ bức ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng lấp lánh cùng dòng chữ đầy ẩn ý. Chỉ một tấm hình của nữ ca sĩ, nhưng nhiều luồng nghi vấn lập tức được đặt ra. Có người cho rằng phải chăng Hà Hồ đang ám chỉ về một đám cưới trong tương lai gần với bạn trai Kim Lý. Dù vậy, nữ hoàng giải trí vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã phát hiện ra một bức hình chụp nhẫn kim cương y hệt với phiên bản Hà Hồ từng chia sẻ trên story Instagram. Ngay lập tức, có người cho rằng hẳn vì quá mê món nữ trang đắt giá này nên mỹ nhân sinh năm 1984 đăng ảnh để đặt mục tiêu mua về nhà. Một số bình luận ác ý lại khẳng định giọng ca Quảng Bình chỉ chia sẻ hình phục vụ cho mục đích sống ảo. Bức ảnh chiếc nhẫn được một trang Facebook đăng từ năm tháng 2, giống y hệt story Instagram Hà Hồ mới chia sẻ hôm ngày 21 tháng 3. Trong diễn biến mới nhất, dường như khá bất bình khi bị tố làm màu nên Hà Hồ vừa bất ngờ lên tiếng dằn mặt anti-fan. Nữ ca sĩ gọi đức danh anti-fan là hate và khẳng định chuyện cô không có thời gian sống ảo. Các anh các chị chưa hiểu chuyện gì tự đăng bài lên rồi tự nghe cái lũ hay ấy, rồi tự cho tôi sống ảo. Nguyên văn dòng trạng thái của người đẹp: tôi là đứa sống thật nhất, yêu thật, làm việc thật, kiếm tiền thật và nói thật. Và sự thật là tôi không rảnh để thông báo là bà đã có nhẫn. Nhiều khán giả bất ngờ khi Hà Hồ không ngừng ngại xưng bà trên mạng xã hội. Đời về cơ bản là cái lũ lắm chuyện hay nói điều trước mắt nhưng lại chả làm được gì bạn về tương lai. Thế nên hãy cho chúng nó cơ hội nói xấu bạn, nếu không làm sao đến một ngày nó hiểu được cảm giác ức đến chết khi bạn đã quá cách xa chúng nó. Xã hội sẽ vẫn còn trì trệ vì cái lũ vô công rỗi nghề đó. Giọng ca cả một trời thương nhớ, liên tiếp dằn mặt và khẳng định anti-fan là lũ vô công rỗi nghề. Chưa hết, Hà Hồ còn công khai thông báo việc đã mua nhẫn và kèm lời đáp sau cây dành cho anti-fan. Bạn bè thân cũng lên tiếng ủng hộ người đẹp. Những sao nam sát gái nhất showbiz Việt, người đẹp trai thư sinh, kẻ nhan sắc trung bình. Danh hài Trường Giang, khán giả có lẽ đã quá quen thuộc khi cách một thời gian lại có người đẹp trong showbiz tố Trường Giang lăng nhăng,
có tình cảm với họ nhưng vẫn tán tỉnh người khác. Đến khi chàng hề xứ Quảng đang vô cùng hạnh phúc bên tình yêu là nữ diễn viên Nhã Phương, thậm chí còn cầu hôn cô trên sóng truyền hình cả nước, ai cũng nghĩ anh sẽ có một cái kết đẹp. Thế nhưng mới đây, nam em bất ngờ tiết lộ nam danh hài có khoảng thời gian hẹn hò với mình ngay trước khi trao nhẫn cho Nhã Phương. Tới giờ phút này, người hâm mộ đặt khẳng định Trường Giang là tay sát gái nhất làng hài miền Nam. Nhớ lại cách đây 2 năm, khi Trường Giang đang chìm đắm trong hạnh phúc cùng Nhã Phương, thì Quế Vân bất ngờ tung ra loạt bằng chứng về việc nam danh hài bắt cá hai tay, từ đoạn ghi âm dài tới 17 phút cuộc gọi với lời lẽ đầy yêu thương của Trường Giang tới Quế Vân, sau đó là loạt tin nhắn mùi mẫn và cả những hình ảnh hẹn hò. Khán giả khi ấy đã nhìn Trường Giang với một cách nhìn hoàn toàn khác. Tiếp theo là câu chuyện phim giả tình thật với Hot Girl Sam vào giai đoạn cuối tháng 12/2017. Khi ấy, trên trang cá nhân của cô Hot Girl liên tục đăng tải những hình ảnh thân mật trên mức bạn bè của cả hai. Trong khoảng thời gian này, người hâm mộ cũng hiếm khi thấy Nhã Phương kề vai sát cánh với Trường Giang trong các sự kiện của làng giải trí cũng như ngoài đời thật. Tin đồn anh và Sam đang hẹn hò ngày càng có cơ sở, tuy nhiên Trường Giang đã phủ nhận thông tin này. Ca sĩ Tuấn Hưng để lại dấu ấn với loạt bài hit Cầu Vồng Khuyết, Tìm Lại Bầu Trời, Giật Mình Trong Đêm. Nổi tiếng về giọng hát, nhưng chuyện tình cảm của Tuấn Hưng khá phức tạp. Nam ca sĩ được mệnh danh là nam ca sĩ đào hoa, sát gái nhất trong showbiz Việt. Tuấn Hưng từng có cuộc tình kéo dài tới 3 năm với Thân Thúy Hà. Nam ca sĩ cũng có cuộc tình ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng nửa năm với ca sĩ Thanh Thảo. Cuộc tình kéo dài vài tháng với Vũ Thu Phương, rồi cũng kết thúc. Mối tình tiếp theo khá ồn ào và nhiều điều tiếng là với Hồ Ngọc Hà. Họ viết tặng ca khúc cho nhau, dành những lời có cánh, bất chấp thị phi cho rằng Tuấn Hưng yêu bạn thân của người yêu cũ là Thân Thúy Hà. Rồi đến Vũ Thu Phương, được xem là cuộc tình yêu nhau lắm, cắn nhau đâu. Tuấn Hưng cho rằng Vũ Thu Phương lợi dụng mình để PR tên tuổi, còn Vũ Thu Phương bực tức đến mức không muốn gặp lại nam ca sĩ. Tuấn Hưng và ca sĩ Ngân Khánh đã đường ai nấy đi sau 6 tháng hẹn hò. Người hâm mộ lại thêm một lần tiếc nuối cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Trải qua nhiều sóng gió thị phi, nam ca sĩ Tuấn Hưng cuối cùng cũng tìm được người đàn bà có thể giữ mình lại giữa showbiz khắc nghiệt thị phi, đó là Hương Baby. Đây cũng là người phụ nữ giúp Tuấn Hưng thăng hoa trong tình yêu và thành công rực rỡ với ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. Bùi Anh Tuấn, được coi là người yêu đầu tiên của Bùi Anh Tuấn, nữ diễn viên Cao Mỹ Kim tiết lộ rằng cô và Bùi Anh Tuấn đã từng yêu nhau được khoảng 2 năm. Tham gia cuộc thi giọng hát Việt, Bùi Anh Tuấn dính nghi án hẹn hò với Hương Tràm. Tuy cả hai đều phủ nhận chuyện tình cảm này, nhưng những hình ảnh thân mật của hai người đã cho thấy chuyện tình trông như đã mặt ngoài còn e, sau đó họ đã chia tay trong êm đẹp. Không lâu sau khi chia tay với Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn thường xuyên xuất hiện tay trong tay với hot girl Lily Luta khi tham dự các sự kiện giải trí. Tưởng chừng như cuộc tình này sẽ có cái kết đẹp, thì bất ngờ Bùi Anh Tuấn tuyên bố cả hai đã chia tay. Đây được xem là mối tình ồn ào nhất của Bùi Anh Tuấn và học trò của Hồ Ngọc Hà, dường như không bao giờ muốn nhắc lại mối tình này. Tuy nhiên, theo những gì mà Cao Mỹ Kim tiết lộ, thì đến thời điểm hiện tại, đây là mối tình lâu dài nhất của nam ca sĩ, sinh năm 1991. Gần đây nhất, Bùi Anh Tuấn vướng phải nghi án tình cảm với Thiên Nga. Cả hai thường trao cho nhau những cử chỉ thân mật, khiến người hâm mộ cho rằng Bùi Anh Tuấn đang phải lòng thí sinh The Face. Người yêu của Bùi Anh Tuấn đều là những cô gái xinh đẹp, tài năng. Sau khi chia tay người yêu cũ, nam ca sĩ lại có ngay người mới, chứng tỏ Tuấn rất có tài cô gái. Đại diện chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, những chia sẻ của nam em hoàn toàn sai sự thật. Những gì khán giả thấy trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nó không phải là diễn xuất, là thi, mà là một thử thách anh Giang dành cho tôi. Các phòng còn lại có bàn bạc, có trao đổi với nhau, nhưng với tôi thì không. Và hôm đó, những gì tôi nói trên sân khấu là cảm xúc thật của tôi gửi đến anh. Nam em nói, đại diện chương trình lên tiếng đính chính. Vào ngày qua, cái tên nam em được nhắc đến trên khắp các diễn đàn. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài Trường Giang. Cả hai đã có khoảng thời gian mà theo cô là rất hạnh phúc. Người đẹp còn cho biết giữa cô và Trường Giang hẹn hò hơn một tháng. Dù ngắn, nhưng chuyện tình yêu của cả hai chỉ có nốt thăng, chưa từng xuống nốt gián. Tại thời điểm cả hai còn có tình cảm, người đẹp vẫn biết Trường Giang còn mối quan hệ với Nhã Phương. Dẫu vậy, cô khó lòng nén cảm xúc cá nhân của mình. Sau tất cả, cô gửi lời xin lỗi đến cặp đôi này và mong họ mãi hạnh phúc. Trái chiều với ý kiến xin lỗi, người đẹp nhận khá nhiều lời chỉ trích từ mọi người.
Ơn Rời Cậu Đây Rồi là chương trình thực tế hài. Ở đó các khách mời không biết trước kịch bản mà tùy biến để xử lý các tình huống do trưởng phòng đưa ra. Tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 4, nam em vào phòng của trưởng phòng Trường Giang. Cô cho biết đây là thời điểm tình yêu thăng hoa. Trả lời phỏng vấn, nam em nói, những gì khán giả thấy trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, nó không phải là diễn xuất là thi, mà là một thử thách anh Giang dành cho tôi. Nam em còn vô tình cho rằng chương trình có dàn dựng bàn bạc từ trước với khách mời. Chia sẻ này của nam em đã vô tình gây tranh cãi lớn trong công chúng, bởi từ trước đến nay, Ơn Rời Cậu Đây Rồi là chương trình hài thực tế. Ở đó các khách mời không biết trước kịch bản mà tùy biến để xử lý các tình huống do trưởng phòng đưa ra. Những tiết lộ của người đẹp khiến không ít người cho rằng chương trình đã có sự bàn bạc, dàn dựng từ trước. Nam em còn giải thích lại mọi chuyện trên trang cá nhân rằng cho phép em đính chính lại câu chuyện Ơn Rời là những phòng khác thì em không biết thế nào, nhưng riêng phần của em trên sân khấu hoàn toàn là sự chân thật. Khán giả vẫn không tránh được những thắc mắc nhất định. Mới đây, chia sẻ trên trang báo, đại diện Ơn Rời Cậu Đây Rồi lên tiếng đính chính về vấn đề này. Đại diện nói, không hề có chuyện khách mời được bàn bạc trước kịch bản, với trưởng phòng hay dàn dựng, sắp đặt trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, nam em đã đính chính lại thông tin này trên trang cá nhân và mong mọi chuyện sẽ không gây thêm nhiều thắc mắc cho công chúng. Sau những lùm xùm, mới đây mọi người đã thấy hình ảnh nam em phờ phạc đi chùa viếng hương sau ồn ào chuyện tình cảm.